nè. Bà thân với con Hồng á, bà có biết hôm nay nó xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì đâu, thì nó bệnh nó nghỉ học cả tuần nay. Bữa nay nó đi học lại, ta cũng chưa có dịp nói chuyện với nó nữa. Mà có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Ba tao làm công an trên xã á. Hồi hôm tao lấy nghe ba tao với má tao nói chuyện là nhà con Hồng đưa đơn tố cáo con Hồng nó bị người ta hiếp dâm. Ủa hả? Đúng rồi đó. Hồng, mày đứng lại, tao có chuyện muốn nói với mày. Hồng, sao vậy con? Mẹ ơi, con muốn về nhà. Mình về nhà nhanh đi mẹ, con không muốn ở đây nữa. Thôi đừng sợ. Về đi mẹ. Con mẹ ở đây rồi. Thôi đưa con lên xe đi. Con lên xe đi. Không cần quan tâm đến những lời xì xào bàn tán của bạn bè. Trong chuyện này con không hề có lỗi. Con không làm chuyện gì xấu xa. Con không cần phải sợ. Tại sao tin này lại bị rò rỉ ra ngoài? Lúc mà gửi đơn, anh đã dặn công an là phải giữ kín chuyện này mà. Lúc xét xử thì chắc là tòa án huyện sẽ làm vụ này. Giờ không muốn xử công khai vì sợ ảnh hưởng đến con nhỏ. Mới tỉnh táo lại, cả nhà động viên lắm mới chịu đi học lại. Mà bây giờ Hồng ơi, ngoại thương con quá, nhưng ngoại không biết làm cách nào để giúp con. Hồng, con nghe cô nói nè, dù có chuyện gì xảy ra, cả gia đình mình á đều ở bên cạnh con. Con không được bỏ cuộc nha. Mình không làm gì hổ thẹn thì không cần cúi mặt trước dư luận con à. Nhưng con sợ lắm. Con không làm được. Con không dám đi học nữa đâu. Con sợ mấy bạn cười. Chắc con không sống nổi nữa đâu mẹ. Đừng nói tầm bậy. Con chết, mẹ chết theo con đó. Làm sao mẹ có thể sống mà không có con ở bên cạnh được chứ? Con đừng có làm cho mẹ sợ. Nhà tao có thù oán gì với mày? Mày hại tao chưa đủ hay sao hả? Tại sao mày dám vu khống thằng cháu tao? Chú muốn nói gì á thì mời vô nhà, chứ đứng ngoài này nói chuyện không có tiện. Mày lấy bằng chứng ở đâu mà nói con trai tao phạm tội cưỡng hiếp hả? Mày buông tay ra, đừng cư xử như người vô học như vậy. Mày nói đi, tại sao mày cứ xen vào chuyện gia đình của tao? Tại sao mày không để cho gia đình tao yên hả? Nhà tao mới không được yên vì những gì mà thằng con khốn kiếp mày đã làm. Trước kia cuộc sống gia đình tao rất vui vẻ, giờ thì mày phải không? Đứa con gái nhà quê như mày, cửa nẻo nào để thằng cháu tao nó dọn tới? Ở thành phố biết bao nhiêu con gái chân dài bu quanh nó. Nó hãm hiếp mày làm cái gì? Hả con vu khống?
Em đưa con vô nhà đi. Nè nè, tao nói cho mày biết, ăn bậy thì được, chứ nói bậy là có chừng mang quả đó. Đừng đem cái thói giang hồ của mày ra đây để mà hành xử với hàng xóm, không dọa được ai đâu. Mời hai người ra khỏi nhà tôi ngay. Chúng ta có thể gặp nhau trước tòa, lúc đó tôi sẽ đưa ra bằng chứng cho mọi người biết là tôi có vu khống cho con cháu nhà mấy người hay không.